Xin mến chào tất cả các bác nhé. Hôm nay chủ nhật ngày nghỉ, em được nghỉ làm việc ở cơ quan và ra tranh thủ ra giúp vợ làm vườn. Hôm nay sẽ chia sẻ với các bác kinh nghiệm cắt tỉa nhãn hương chi sau 2 năm, sau khi trồng được 2 năm. Đây là khu vực vườn nhà em là làm rau các bác nhé. Vườn này em quy hoạch làm rau, rau xanh và cũng có trồng vài cây nhãn để lấy trái ăn thôi. Chứ vườn nhãn của nhà em này ở khu vực khác. Đây là những cây nhãn năm thứ hai em trồng. Do ở vườn cũng trồng vài cây để lấy trái ăn nên là cũng ít được quan tâm nên là chưa làm cành được, ra rất bù xù. Hôm nay em sẽ cắt để tạo tán cho cây nó phát triển đều. Chỉ có mấy cây thôi các bác ạ. Đây phía trước các bác, đây là cây sầu riêng. Cây sầu riêng này em cũng trồng năm thứ hai rồi các bác nhé. Ở video khác em sẽ làm để trao đổi với các bác về cái cách cắt tỉa và tạo tán cây sầu riêng. Đây, cây nhãn năm thứ hai của nhà em đây. Năm nay em làm cành, sang năm thứ ba là sẽ cho ra trái. Cắt cái cây này, cây để ra quá nhiều cành dư các bác. Chúng ta mạnh dạn cắt hết đi. Đặc biệt cây này nó đang bị rệt sáp, chúng ta cắt tỉa thông thoáng đi để cho dễ xử lý. Nhãn nhà em đây là nhãn hương chi các bác nhé. Em đang khu vực em ở đây đang thịnh hành nhãn hương chi, nhiều kiến quá. Cây nhãn hương chi thì vừa có giá trị kinh tế cao, trái to, cùi dày, hạt nhỏ. Đây là một loại cái dòng nhãn lồng ở Hưng Yên, có nguồn gốc ở tỉnh Hưng Yên quê em. Hiện nay khu vực Đắk Lắk chúng em là đang phát triển cái nhãn hương chi này rất nhiều và đầu ra cũng tương đối ổn định. Cái nhãn hương chi này có cái lượng đường cao, và cùi của nó khô và rất dễ chăm sóc. Cái giống này thì ra trái là thường là khá muộn so với các loại nhãn khác. Ở đây chúng em làm là thường hay cho ra trái vụ. Thì để cho ra trái vụ thì thường mấy năm nay giá nó dao động từ khoảng 25 đến 30 ngàn một kg. Còn cái cách thức để cho ra trái như thế nào thì em sẽ chia sẻ với các bác ở một video sau. Đây là cái cách tỉa cành tạo tán đối với nhãn năm thứ hai các bác nhé. Nhãn này là nhãn chưa cho ra trái. Còn đối với cách tỉa cành chăm sóc nhãn sau khi thu hoạch, sau khi thu trái thì khác, chứ chúng ta không làm như thế này. Mà đây cũng là một cái khâu theo ý kiến cá nhân của em là rất quan trọng để chăm sóc cái vườn nhãn.
đây là cái cách, cái kỹ thuật tỉa cành mà trước nay em vẫn làm, cũng muốn chia sẻ để các bác tham khảo. Hôm qua chỗ em mưa nè, nay đi đất rất dính. Đã cắt tỉa xong này, các cái cành như này các bác cứ mạnh dạn cắt. Hai cây nhãn sau khi em cắt tỉa là nhìn nó rất thông thoáng. Nếu chúng ta để dày cành quá là sau này rất để cho ra quả là rất khó làm, mà quá trình phát triển là cây nhãn sắt phát triển tán không đều ở xung quanh, sẽ xảy ra chỗ thì tùm, chỗ thì nhiều cành quá đấy, chỗ thì thoáng không có tán, dẫn đến là cái sản lượng cho trái của chúng ta không được nhiều và cây nhãn phát triển không tốt, ra trái nhãn là quả sẽ không được đẹp. Này các bác cần sát cái cây nhãn sau khi em cắt tỉa xong. Xem video mà bác nào có nhu cầu trồng và phát triển cái giống nhãn Hương Chi này thì cứ liên hệ với em. Số điện thoại em sẽ để ở phần mô tả. Và thì số điện thoại của em cũng đã được để ở phần mô tả chính của kênh. Đây xin kính chào và tạm biệt các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.